quá trời nhiều đó. Cảm ơn em. Cái này về cho uống, cho mẹ uống thường xuyên nhiều nhiều. Dạ. Nha, hết xuống lấy nữa. Dạ. Cái này nó thải những cái độc ung thư lở lét ở trong á. Dạ. Hay là nó hiện tượng ung thư nó cũng bớt. Dạ. Nha không? Em cho uống thôi, hết lấy nữa. Dạ. Cảm ơn bà. Hôm ba bữa trước em xuống đây, hôm ba tôi người hết thuốc rồi đấy. Thuốc gì? Thuốc mà nó bị đau đằng sau này, nếu cả nó bị đơi đi đi mà nó tê. Rồi rồi bây giờ uống tiếp 20 ngày. Chị uống thấy đỡ không? Uống thấy bớt nhiều lắm, biết sao rồi bị bữa trước không vừa nghi là không biết có phải này bị bùa không, bữa trước nói không đau rồi. Không sao, gì uống đi. Cái đó uống thử bây giờ uống thiệt nha. Rồi bảo đảm hết, không hết là chết rồi. Cảm ơn bà. Lần này cái này sau là lần uống hết hết này xuống xin thứ ba cái thuốc mà bị u nang buồng trứng ấy. Rồi rồi rồi. Uống đi uống đi, rồi muốn ấy nữa tôi cho cái vụ đó. Nha. Ở nhà mà đi trích ba mũi thuốc mà họ trích trực tiếp vào chỗ này luôn, uống 20 ngày thuốc tây mà nó bớt được chắc khoảng 2 ngày đầu. Thế sao phải tìm xuống ba cũng thấy bớt nhiều. Rồi rồi, cảm ơn. Cái này có 1 ngày 5 viên nữa mà. Rằng 5 viên thôi. Nha. Cảm ơn. Rồi rồi. 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 Cho chạy thuốc uống. Không là chị đến vậy chị nghe cái đầu gối nó sao bắt đầu này đồng vậy. Dạ có trước giờ là một mình nó rồi đúng không? Chuyện đó mình nó hai cái đi hai gặp lại. Là bác ba lấy thuốc khớp. Đây đây có đây. À đây thuốc khớp này.